nó tên gọi là mỹ nhân hoàng cung. Thì tại sao mà tới giờ Lan mới uống cái này là tại vì trước khi đi ngủ là phải uống cái này. Tại vì hôm bữa giờ là tại sao mà hồi nãy có người chị hỏi Lan là sao đi biển về mà vẫn không đen. Đây sẽ giúp cho nghe. Tại vì đi biển á, sức 8 lớp kem chống nắng ngoài, sức 8 lớp kem chống nắng bên ngoài á, còn phải uống cái này vô. Tại vì không uống á là nó rất là dễ bị sạm. Tại vì bây giờ năm nay 27 tuổi rồi, đã cũng đến tuổi lão hóa rồi mọi người ơi. Không uống chất dinh dưỡng bổ sung vô thì sẽ dễ bị lão hóa lắm. Cho nên là ngoài việc mà bôi kem chống nắng khi mà ra ngoài nắng mỗi ngày á, thì dưỡng da nè, Loan còn kết hợp thêm uống cái này nữa. Thì uống cái này được gọi là mỹ nhân hoàng cung này có tác dụng gì á, thì Loan sẽ nói cho mọi người nghe luôn. Là nó có tác dụng á, là trị làm trắng da nè, làm trắng da nha, rồi trị thâm nám cũng như là đồi mồi, mà nó còn tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Tại vì cái này á là nó gọi là sữa ông chúa đó mọi người. Thật ra là Loan không có uống mấy cái bậy bạ đâu, mà Loan chỉ sử dụng và uống những cái chứ dinh dưỡng có từ thiên nhiên thôi, từ tự nhiên thôi, chứ không có uống thuốc. Ghét uống thuốc lắm, cái nào mà tự nhiên thì mới xài nha, không có uống thuốc. Lâm tìm hiểu rất là kỹ rồi mới mua uống nha. Tại vì cái này nó có công dụng là làm trắng da, rồi trị thâm nám nè, rồi còn tăng cường hệ miễn dịch đó, rất là tốt để có thể làm trẻ hóa làn da, cũng như là đến tuổi rồi phải sử dụng để cho nó trẻ trẻ trung á, chứ sợ già lắm mọi người. Uống cái này thì rất là thơm, tại vì nó được làm từ sữa ông chúa nè, cùng với nghệ, cho nên là những cái đó là những cái thành phần tự nhiên tốt cho hệ tiêu hóa cũng như là tốt cho da thôi. Sữa ông chúa thì nó có tác dụng là trị nám đúng không, tàn nhang cũng như đồi mồi, còn mật ong thì có tác dụng là chống oxy hóa và còn tăng cường hệ miễn dịch nữa. Nên là khi mà Loan sử dụng cái sản phẩm này á thì Loan cảm thấy rất là hiệu quả, cho nên hôm nay chia sẻ với mọi người bí quyết dưỡng da thôi chứ không gì trơn á. Một ngày thì chúng ta uống 2 lần, một lần buổi sáng trước khi ăn 30 phút và buổi tối trước khi đi ngủ, dùng được hơn 1 tháng luôn á, cũng lâu đó. Nói chung là uống tốt cho sức khỏe. Trong đây nó có mật ong với lại nghệ á, thường thường người ta sẽ hay trị dạ dày bằng mật ong với nghệ á. Loan cũng là một người đi quay phim với lại ăn không đúng giờ á, cho nên là dạ dày đúng là có vấn đề, hồi đó hay bị đau bao tử lắm, cho nên là từ khi uống thì thấy cũng không còn nữa. Tại vì nó cũng chữa lành dạ dày, tốt cho hệ tiêu hóa á.